cho phép được yêu, cho phép được yêu. Cho phép được yêu. Quá. Bảo Kun, Diễm Hương xin được kính chào tất cả quý vị cùng đến với chương trình Cho phép được yêu. Bao cao su tam thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tam thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Cho phép được yêu. Let's go. Yeah. Oh yeah. Ok, xong chưa? Xong rồi. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình Cho Phép Được Yêu do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media thực hiện và được phát sóng vào lúc 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ bốn gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Đến với Cho Phép Được Yêu ngày hôm nay là bốn vị phụ huynh cực kỳ tự tin về con trai của mình, cùng với bốn chàng trai tuấn tú khôi ngô. Gia đình thứ nhất, mẹ Mai Loan, con trai Thiên Phúc. Mẹ điềm tĩnh, con trai chỉnh chạc. Gia đình thứ hai của mẹ Ngọc Diệp và con trai Trung Anh. Mẹ dịu dàng, mềm mỏng, con trầm tư nghệ sĩ. Nhà thứ ba, mẹ Bích Phượng và con trai Văn Hoàng thì lại trẻ trung, xinh xắn. Gia đình cuối cùng của ba Hoài Trung và con trai Gia Lạc, bà chân thành, con khiêm tốn. Trước khi mà chúng ta làm quen với nhân vật chính ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để cùng xem đoạn clip sau đây. Xin mời. Nguyễn Thị Thanh Thư có vẻ ngoài đầy sang trọng, quý phái và gương mặt thanh tú. Tuy chỉ mới 24 tuổi, nhưng Thanh Thương đã tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Duy Tân. Hiện tại, Thanh Thương đang làm marketing cho tập đoàn FLC. Sở hữu một thân hình nhỏ nhắn, luôn đứng đầu trong các cuộc thi người đẹp văn phòng, Thanh Hương càng thêm tự tin và không ngần ngại bước chân sang lĩnh vực người mẫu ảnh. Việc trở thành đại diện cho thương hiệu Maybelline là bước ngoặt thành công mới trong sự nghiệp của Thanh Thương. Không dừng lại ở đó, Thanh Thương còn tô sáng thêm cho sự nghiệp người mẫu ảnh của mình khi mang về cho bản thân giải quán quân cuộc thi Bộ Ba Hoàn Hảo. Bên cạnh một vẻ đẹp mà bao người mơ ước, Thanh Thương còn có một giọng nói dịu dàng, ấm áp, lay động lòng người. Thanh Thương hiện đang là idol streamer trong lòng các bạn trẻ trên các nền tảng app 360 Like, Bigo, Upline, Nemo TV. Thổ lộ về mẫu bạn trai lý tưởng, Thanh Thương chia sẻ cô thích một người có vẻ ngoài ưa nhìn, lịch lãm, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự chân thành, tinh tế, thân thiện của chàng trai đối với mọi người xung quanh. Đặc biệt, Thanh Thương rất quan tâm đến sự chung thủy trong tình yêu, bởi Thanh Thương từng có hai mối tình, nhưng cả hai mối tình ấy, Thanh Thương đều bị phản bội. Cô mong muốn sẽ tìm được một tình yêu mà đối phương sẽ dành tất cả yêu thương cho mình, không có sự lừa dối. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón Nguyễn Thị Thanh Thương, xin mời. Trên hình đã thấy đẹp, ra ngoài còn đẹp hơn. Xin chào Thanh Thương. Và lời đầu tiên thì Thanh Thương chia sẻ một chút về bản thân mình đi. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho Thương xin phép được chào quý bậc phụ huynh ở bên phía nhà trai ạ. Quý vị khán giả cũng như là hai vị MC rất là xinh đẹp. Thương sinh ra ở Gia Lai. Dạ. Em sinh năm 1995. Nói về công việc hiện tại thì em chủ yếu là kinh doanh tự do là chính. Ngoài ra thì có một cái công việc phụ nữa thì em làm streamer. Đúng rồi,
Simbo, nhưng mà theo cái diện là idol để giải trí là nhiều thôi, sẽ là cái người mà trò chuyện với bạn bè bốn phương. Bạn muốn nói là đó là một cái gốc để các bạn có thể kết nối những bạn bè bốn phương, bạn sẽ đưa ra lời khuyên cho họ đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì qua đó Hương có thể nhận thấy rằng để có thể chia sẻ những câu chuyện thì họ phải là những cái người sống tình cảm, nội tâm và cực kỳ tâm lý luôn. Đúng rồi. Thì chắc chắn là kiến thức về cuộc sống của bạn nó rất chị, là dồi dào. Chị thấy là em nên bình tĩnh lại. Dạ, em bình tĩnh rồi. Bảo em bình tĩnh lại, em bình tĩnh chưa? Thiệt luôn á, hôm nay em MC đã đẹp rồi, còn ra đây còn bạn nhân vật chính đẹp nữa rồi. Không lẽ em giờ chị lên trên đó chị làm mẹ em luôn đi. Ủa? Dạ, em ứng cử trong ngày hôm nay luôn. Ủa sao? Sao vậy chương trình? Sao vậy? Tự nhiên vô chương trình làm MC cái xong bây giờ được lên làm phụ huynh luôn. Và chúng ta đã có một vài phút để làm quen cùng với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì bên này đã có các phụ huynh ứng cử rồi. Thì bây giờ phụ huynh của Thanh Thương là ai? Xin mời chúng ta hãy cùng gặp mặt gia đình của Thanh Thương. Xin mời! Thanh Thương có thể nào giới thiệu một chút xíu về gia đình của mình không? Dạ, em xin giới thiệu, đây là mẹ của em. Dạ, em xin chào. Mẹ rất là tuyệt vời. Đây là dì Phương ạ. Dì Phương là người quan tâm chăm sóc em trong suốt cái thời gian lúc em còn nhỏ đến lớn. Đó, em rất là quý. Còn đây là em trai, cưng. Vĩ, em trai là Vĩ, Đại Vĩ. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào bốn gia đình và tất cả các anh chị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Và hôm rồi là mới nghe con gái nó nói là xuống đây để tham dự chương trình này, cho nên là mới đi máy bay xuống đây là tham dự chương trình chung với con gái. Là ngày hôm nay là lặn lội từ Gia Lai từ xuống Gia đây. Lai, tại có một đứa con gái cưng mà. Wow. Bảo Phương có để ý được rằng là đây là Thanh Thương, dì là Thanh Phương, mẹ là mẹ Thanh Trúc. Trúc đó. Là nhà Thanh, là nhà họ Thanh hết. Thanh hết. Yeah. Hiểu muốn nghe ý kiến của bạn em trai nãy giờ rất là bản lãng, có vẻ cũng rất là bồi hồi và hồi hộp cho người chị của mình nữa phải không em? Dạ em chào hai anh chị. Dạ em xin tự giới thiệu, mình là tên là Nguyễn Trần Đại Vĩ, em sinh năm 2000 và hiện tại thì em là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Wow. Vậy thì cho Bảo Quân hỏi là ngày hôm nay đến với chương trình thì ai sẽ là người ra quyết định cuối cùng ạ? Tất nhiên là ở đây là cô. Dạ. Là mẹ đã quyết định là chọn rể cho con gái đó. Dạ, và xin chúc cho cả gia đình ngày hôm nay sẽ chọn được một chàng rể tương lai xứng đáng ạ. Thì cũng mong và như vậy. Và xin mời cô cùng với gia đình mình tiến về hàng ghế. Dạ vâng. Của mình ạ, xin mời. Kính thưa quý vị, gia đình bên đàn trai đã có, gia đình bên đàn gái cũng đã có. Vậy thì ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không bắt đầu ngay vòng 1 của chương trình Cho phép được yêu. Cho phép được yêu, let's go. Ở vòng 1 này, mỗi phụ huynh sẽ đưa ra một từ khóa đặc biệt để miêu tả con mình. Qua từ khóa đó, gia đình Thanh Thương sẽ khai thác thêm đặc điểm tính cách con rể tương lai của mình. Hãy cùng xem bốn gia đình nhà trai sẽ đưa ra những từ khóa nào nha. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với vòng 1 của chương trình Cho phép được yêu. Cho phép được yêu, let's go. Vậy thì bây giờ xin mời chúng ta cùng đến với vị phụ huynh đầu tiên, đó là mẹ Mai Loan. Xin mời cô ạ. Tôi xin chào MC, tôi tên là Mai Loan, tôi là mẹ của Thiên Phúc. Con trai tôi là con trai út ở trong gia đình và cháu năm nay là cháu 22 tuổi. Yeah. Mà nói chung là lúc hồi còn nhỏ là cháu đã có cái tính tự lập rồi. Sau khi cháu học cấp 2, cấp 3 rồi cháu ra đại học là cháu biết tự lo. Cháu rất là siêng năng, giỏi giang. Cho nên là ở trong gia đình tôi luôn luôn lúc nào cũng tin tưởng cháu. Dạ. Dạ, ở trong nhà thì bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, mọi việc là cháu gánh vác hết á. Tôi rất là tự tin chọn một từ khóa là láng. Láng. Vâng ạ. À. Ê, cái từ này nó gợi hình lắm nha. Ê, em có láng không?
Em láng tùy chỗ. Không, chị thấy em gồ ghề lắm đó. Cũng có chỗ em láng lắm đó. Ồ vậy hả? Chán em láng nè. Chị nghĩ là chắc là da mặt sẽ rất là sáng à. Sẽ rất là mịn. Và chúng ta có thể thấy được rằng là một cái chàng trai rất là khôi ngô, túng tú. Hoặc là láng đây có nghĩa là xả láng. À, đúng xả không? Láng. Xài xả láng luôn. Em suy nghĩ như nào về cái từ láng này? À, dạ con chào cô. À, chào con. Khi mà nghe cái từ láng này thì trong đầu em xuất hiện hai cái tính từ duy nhất. Thứ nhất là như chị nói á, đó là láng là thể hiện cái độ phóng khoáng. Uh-huh. Thứ hai nữa là trắng mịn. À, đúng rồi, bởi vì phụ nữ thích như vậy. Đối với em thì ngoại hình rất là quan trọng, cho nên là em ưu tiên cái việc đó. À, dạ. Không biết là có trùng khớp với lại mẹ Mai Loan không ạ? À, đúng rồi đó con, sự suy đoán của con là chính xác. Láng có nghĩa là sao? Là sáng láng. Con trai của cô á, là cao ráo, trắng trẻo, thông minh, sáng láng. Và nếu mà nói về cái công việc á, thì hồ sơ á, không tì vết. Tức là em đã làm rất là sạch, rất là láng, rất là ok. Nghe giống như là một cái viên cương mà viên kim cương mà đã được mài dũa mà loại mà excellent đó cô. Yeah. Qua đây mình mới thấy được rằng á, qua cái lăng kính của người mẹ á, thì con mình nó lúc nào cũng hoàn hảo luôn. À, không biết là bên gia đình bên mình có thắc mắc gì với cái từ láng này không ạ? À? Chào chị. Dạ. Yeah. Vậy em hỏi chưa, 22 tuổi thì nay là cũng mới là đại học năm thứ hai à? Dạ. Yeah. Và cháu đang học ngành gì vậy chị? À, cháu học bên ngành du lịch đó em, nhưng mà cháu cũng tìm hiểu nhiều nhiều mảng lắm. Ví dụ như là cháu lại thích nấu ăn. À. Rồi cháu lại cũng làm trong nhà khách sạn đó. Thì cháu cũng đi nhiều điểm đây đó ở xa không à. Thì mình thấy cháu cũng 22 tuổi rồi thì cái công việc thì cũng ổn định. Mà theo mình thấy thì đó là nó cũng thành đạt rồi, cho nên mới muốn tới đây để tìm một nửa cho cháu, để cho cháu có động lực làm để cái công việc nó tốt hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn mẹ Mai Loan. Diễm Hương cũng rất là mong muốn nghe ý kiến của dì Thanh Phương, bởi vì dì nãy giờ cũng rất là kiệm lời, có vẻ rất là đang quan nhưng sát mà ánh, rồi đúng ánh mắt không? Là đang có vẻ thắc mắc nhiều dạ, lắm nè. Xin mời dì Thanh Phương. Dạ em chào chị. Tại em cũng nghe chị nói sơ về bé đó, nên em muốn hỏi là cái nếu mà theo em nghĩ, tại em đi làm rồi nên em nghĩ cái độ tuổi 22 là so với nam á là vẫn ra đời nó vẫn còn non lắm. Mà chị khen nhiều quá là em cũng chưa, giống như em hơi đắn đo. Nếu mà một nam mà biết suy nghĩ về gia đình sự nghiệp thì sẽ là ưu tiên sự nghiệp trước rồi, chưa khoan nghĩ đến bạn gái đâu. Theo chị thì 22 tuổi nó có quá nhỏ không? Mà chị nói là để kiếm cho một em một người bạn gái để cho ổn định. Cháu hồi nhỏ là cháu đã tự lập rồi, cho nên là cháu nói thiệt giống như là ông cụ non vậy đó. Luôn luôn lúc nào cũng cứ miệt mài với công việc. Cho nên là chị mới thấy vậy là muốn tạo cái điều kiện cho cháu, để cho cháu có niềm vui hơn đó. Tại vì em cũng chưa thấy đó, đó Mai chứ nó rất là cứng cỏi. Dạ vâng, vừa rồi thì chúng ta đã đến được với những cái ý kiến chia sẻ của phía gia đình đàn gái với lại vị phụ huynh thứ nhất của bạn Thiên Phúc. Xin cảm ơn mẹ Mai Loan, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lại mẹ Ngọc Diệp của bạn Trung Anh. Thì xin mời cô có một cái từ khóa về con mình để dành cho bạn Thanh Thương. Dạ thưa chị, thì con trai của em năm nay 25 tuổi ạ. Hiện tại bây giờ thì Trung Anh đang học ở sân khấu điện ảnh, chắc là cũng cùng trường với lại em trai của cháu. Nếu mà nói về một từ khóa dành cho con trai của tôi thì tôi dùng từ thèm. Hả? Thèm. Từ thèm hả cô? Thèm hả? Nghe rất đói bụng luôn. nghe sao giống đồ ăn quá vậy? Giống như ngon không, nha, cái ngon. Từ này thì quá dễ rồi, nhắc đến thèm là sẽ có rất là nhiều loại thèm. Thèm ăn, thèm uống, thèm ngủ, rồi thèm đi chơi, đó, rất là nhiều loại thèm.
Nhưng mà Hương nghĩ nha, bởi vì Diễm Hương cũng có một cậu con trai 5 tuổi, cho nên trong một cái vị trí của một người mẹ thì Hương nghĩ rằng mẹ Ngọc Diệp đang muốn nói rằng con của mình cũng giống như lại vị phụ huynh thứ nhất là mẹ Mai Loan, là con của mình là cũng trở nên một cái gì đó mà để cho bao nhiêu cô gái ước muốn và thèm thuồng chẳng hạn. Em nghĩ sao? Con chào cô ạ. Nếu như đối với cái từ thèm á, thì em thấy giống như là anh này là một người rất là vạm vỡ, giống như kiểu là tập gym cụ tạ. Thích sáu múi đúng không? Đương nhiên rồi. Thử coi em trai của em đang nghĩ gì về chữ thèm nè. Vĩ ơi, em nghĩ gì về chữ thèm của bạn Trung Anh? Theo bản thân em nghĩ thì có lẽ là thèm được có người yêu hơn. Tại vì là tham gia chương trình này thì phải là thèm người yêu mới được vô đây chứ, đúng không? Chắc thèm người yêu phải không cô? Cô có thể giải thích kỹ hơn được không ạ? Cái từ thèm ở đây tôi muốn nói đến đó là thật ra Trung Anh á sống rất là nội tâm, sống trầm cảm và rất là ít nói. Cho nên là cả gia đình tôi và cũng cả bản thân của Trung Anh luôn rất muốn có một người bạn gái, rất thèm muốn có một người bạn gái thật là vui nhộn, nói chung là nói nhiều hơn một tí để cho cái không khí gia đình ở trong nhà lúc nào cũng tươi vui. Đó là nói tới cái từ thèm là như vậy. Wow. Phải nói Hương không biết như thế nào, nhưng mà có cảm giác là nếu như bạn nào mà may mắn được làm dâu của vào gia đình thứ hai này sẽ rất là may mắn. Sướng lắm luôn. Là bởi vì họ thèm mà. Mà có nghĩa là khi mà họ thèm là mình vào là mình cứ ngồi đó thôi. Là mình cứ vui, mình nói chuyện cả nhà vui là được. Đúng không ạ? Đúng không cô? Cũng đúng. Cứ có không khí vui là thấy vui rồi. Con trai chị là 25 tuổi. Đang học cũng như là sân khấu đường hảnh giống con trai út của em. Học như vậy là mấy năm mới ra trường? Đúng ra là gia đình có hướng cho bé một cái hướng khác. Tuy nhiên thì bé không có thích cái hướng nghiệp của bố mẹ. Thì sau đó cũng mất một ít thời gian rồi. Cho nên là bây giờ thì Trung Anh vẫn đang học ở năm thứ 3 và cũng đã đi làm luôn, vừa học vừa làm ạ. Vừa học vừa làm. Dạ đúng rồi. Mà em thấy con trai mà 25 tuổi thì nếu mà chọn vợ thì hơi bị sớm á. Con gái 25 tuổi lấy chồng được, nhưng mà con trai 25 tuổi thì lấy vợ hơi bị sớm. Tại vì 25 tuổi cũng chưa có chững chạc mấy mà gánh xuyến một gia đình. Mẹ Trúc ơi, hôm nay là mình chỉ mình mới được yêu thôi. Mình chỉ mới là làm quen kiếm bạn trai thôi chứ chưa tính tới chuyện cưới. Để làm ra. Và bây giờ chúng ta cùng đến với lại gia đình thứ ba, mẹ Bích Phượng của bạn Văn Hoàng. Dạ, xin mời từ khóa của gia đình mình ạ. Từ khóa của con trai mình thì là từ gật. Gật. Gật à? Không biết Thương có nghĩ như chị không chứ chị nghe cái từ này xong là chị sợ lắm luôn á. Sao vậy? Cái kiểu giống như mà quen bạn trai mà hỏi ăn không anh? Đi chơi không anh? Sao không anh? Ừ, cứ vậy thôi. Theo quan điểm của em về từ này á, thì em nghĩ rằng là cái từ gật á thì thể hiện một người đàn ông rất dễ tính. Ăn ở đâu cũng được, ngủ ở đâu cũng được. Rất là dễ và tất cả mối hệ cũng như vậy luôn. Nhưng mà nó sẽ có một cái điểm tiêu cực chút xíu thôi. Đó là những người đàn ông mà dễ quá, kể cả phụ nữ cũng vậy nha, dễ quá thì sẽ ít chính kiến riêng và họ ít lập trường. Em nghĩ là một người đàn ông đừng nên quá như vậy. Có thể tới một cái ngưỡng nào đó vừa đủ là được, nhưng mà đừng nên quá, nó sẽ không tốt lắm. Bây giờ mình thử mình suy nghĩ lại đi. Mình đứng ở vị trí của cái người lắc không á, thì nó sẽ như thế nào? Giống như mà hỏi tới một người đàn ông mà cái gì cũng lắc cũng bực mình lắm chứ bộ. Ăn không? Ngủ không? Đi chơi không? Cũng bực á, đẹp. Nói chung là mình nên dung hòa, đừng có gật lắc không, mà mình nên trả lời và mình có một cái sự tương tác. Vậy là hỏi gì là mình cũng... vừa lắc vừa gật, vậy là không, mình nói tương tác em à. Mình tương tác em à. Bây giờ mình hỏi mẹ Bích Phượng trước nè, là rõ nhất. Mẹ Bích Phượng ơi, mẹ có thể giải thích cái từ gật này của mình được không ạ? Thì cái từ gật này là nó gói gọn trong nhiều cái sinh hoạt hàng ngày của Hoàng nhà mình lắm. Tại vì nói chung túm lại là anh chàng rất là dễ tính, dễ sai, dễ bảo. Nhưng mà nếu bây giờ chọn những cái từ khác thì khó. Thì mình phải chọn cái từ gật cho nó dễ. Thì với lại những cái công việc mà giao tiếp bên ngoài này nọ, người ta mà có gì đó thì nhờ Hoàng giúp đỡ hay là thứ này nọ thì
cũng dễ chịu là anh ta cũng làm ngay. Vì đồng ý với quan điểm của bé Thương, nếu mà một chàng trai dễ quá mình cũng khó lắm, mình cái nào cũng phải dung hòa cả hai. Chưa có nói đi sau, giả sử như là mới yêu nhau rồi đang dắt bé Thương đi chơi, ví dụ thôi ha, bạn nói ê tao có việc gấp mà chạy lên giúp, không lại quăng bé Thương đó chạy đi. Thì đó, tại vì bạn nó dễ tính, dễ giúp đỡ mọi người, nhưng mà theo gì thì cái nào cũng nên dung hòa lại. Ý xin lỗi cho nó hỏi là bé của chị là bao nhiêu tuổi rồi? Con mình năm nay 24 tuổi. Vậy tuổi đó cũng còn dễ đúng rồi. Và hiện tại đang làm công việc gì ạ? Là Hoàng rất là thích làm ca sĩ, hát này nọ. Thì là bây giờ cũng hiện tại chỉ đi làm như hát phòng trà, cà phê nữa. Và bây giờ chúng ta còn một phụ huynh nữa. Còn chú Hoài Trung, xin mời chú chia sẻ. Chào hai vị MC và tất cả các khán giả đây. Tôi tên là Hoài Trung, là phụ huynh của em Trần Gia Lạc. Dạ. Em Gia Lạc hôm nay là 20 tuổi. Dạ. Là nghề nghiệp chính của em là phụ trách cái shop giày da. Gia đình chúng tôi thì buôn bán ở cái sạp quần áo ở chợ Tân Bình. Cái từ của con trai tôi là từ khóa là từ chắc. 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 Dạ vâng, từ chắc. Chắc này nhiều nghĩa nghe. Chắc kèo nè, chắc chắn nè, cơ bắp săn chắc nè. Đó. Dạ. Con chào bác ạ. Nếu đối với từ chắc này thì em cảm thấy một sự đồng cảm nhẹ. Đồng cảm đối với em. Từ chắc ở đây đối với người đàn ông á, nó thể hiện cái sự chắc chắn về cơ thể là cái đầu tiên nè. Thứ hai nữa là về sự là những cái bước tiến trong công việc hay là học hành hay là trong cách cư xử, tất cả mọi thứ nó mang một sự chắc chắn nhất định và nó không có bị miên man. Và khi mà nghe đến từ đó và nhìn vào một người đó thì họ mang một cái gì rất an toàn. Thì cái sự an toàn ở đây á, nó nên có cho một người đàn ông trưởng thành. Thì em thấy em cần cái điều đó trước đã. Thứ hai nữa là trong cuộc sống hôn nhân á, nếu như mọi thứ đều chắc chắn, tuy á, chắc quá sẽ không tốt, nó cũng sự mềm mại chút xíu nữa, nhưng mà sẽ mang đến cho em một cái nhà rất an toàn và có tương lai. Em thích như vậy. Có vẻ giống như Hương cảm giác giống như chương trình ngày hôm nay là cho phép được cưới. Cho phép được cưới. Cái gia đình đàn gái là đến đây rất rất thực sự mang đến một chúng ta một cái tâm trạng là họ thực sự đến đây tìm rễ nha mọi người. Chắc chắn là mẹ Thanh Trúc đã phải có một cái ý kiến rồi đúng không ạ? Em chào anh. Chào Hương. Em cũng nghe anh nói tới từ khóa từ chắc thì theo như em nghĩ chắc là chắc chắn, cứng rắn, nhưng mà chắc chắn quá thì có nhiều lúc trong đó cũng có vấn đề khó tính là một đó, cũng như là chồng chú và tôi đó, đó là gia cái câu trưởng, gia trưởng. Gia trưởng đó là cái câu của gia trưởng, tại chắc chắn mà. Ví dụ giờ ngày hôm nay là em ở nhà là dứt khoát là em phải ở nhà, em không được bước ra đường. Bây giờ con gái em đi, nó còn trẻ mà, đi ra đường phải thích mặc váy này mặc váy kia. Nhưng mà giờ con trai anh là chắc chắn là gia trưởng đó, không muốn là hôm nay em phải mặc đồ bộ hay là em mặc phải cái đầm dài, không cho em mặc cái váy ngắn như thế này. Còn không là em không nghe là em phải ở nhà, dứt khoát là em phải ở nhà. Thì cũng tội cho con gái em, có gia đình đã từng làm vợ rồi thì mình cũng biết chồng khó khăn quá, mình cũng không muốn. Mà chồng dễ quá, ví dụ ở nhà nha, tối nay tôi đi chơi á, chồng chẳng nói gì á, mình cũng đâm ra mình chán. Thì mình không muốn con gái của mình là gặp lại cái cảnh đó. Có vẻ như là hơi khó à. Hương cảm giác hồi xưa á, vẫn cứ nghĩ rằng á, là đẻ con gái á, thì khó, nhưng mà bây giờ cảm thấy là đẻ con trai mới khó đó mấy cô mấy chú. Bởi vì kiểu giống như là mình phải đáp ứng được tiêu chuẩn của đàn gái. Cứng quá thì cũng bị nói là cứng quá, mà mềm quá thì sẽ bị nói là dễ dãi. Biết sao luôn. Chị buồn quá em. Con kịp con trai 5 tuổi. Em mặc dù em không phải là con của chú mà em ngồi nghe em buồn le luôn à. Không, nhưng mà trước khi em buồn em tém tém vô đi. Để chị hỏi chú là chữ chắc có phải vậy không chú? Cái chữ chắc đó thì theo cái hàm ý của chị Xui trong mộng của tôi á, thì nó hơi bị lạ rồi. Dạ đúng không ạ? Nó là như vậy nè. Là chữ chắc này á, là khi nó làm bất cứ một cái công việc gì đó, vì nó đứng trong cái lĩnh vực kinh tế để mà nói làm ăn thì nó phải do vững chắc. Dạ. Rồi khi mà nó là cho phép được yêu là nó phải lựa cái người yêu nó phải vững chắc. Tại vì tuổi con gái của chị Xui tương lai tôi đó thì chắc có lẽ là lớn hơn con tôi tới 5 tuổi lận. Wow. Cho nên tôi sợ con tôi đã bị dụ.
Đó, nói là cái gì cho phải cho chắc. Là cái ý đồ anh đây vậy đó. Vậy em xin lỗi anh, là con trai anh mới 20 tuổi hả? Mới có 20 tuổi à? Ờ, nhỏ quá, con gái em 25 tuổi rồi. Có thể người ta nói là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một, thì còn có thể là du di được. Bây giờ con trai anh mới có 20 tuổi mà con gái em 25 tuổi, ông, làm sao? Ông sao cô? Thời nay là mấy bạn trẻ được cấp bằng lái máy bay sớm lắm. Và mấy bạn đó đang... quan trọng là tình yêu của đúng hai rồi. Bạn dành cho nhau như thế nào. Và cô có biết được rằng con gái mình mà được yêu một cái người nhỏ tuổi hơn là cái bạn kia kìa, luôn thể hiện mình lớn mà, cho nên sẽ chiều chuộng cô, con gái cô là hết nức luôn. Mà bây giờ nếu mà nói bây giờ kiếm một người trước mắt là bạn thì ít ra cũng phải hơn tuổi con gái của cô à. Tại vì bây giờ nó là 25 tuổi, giờ đi ra quen một người 20 tuổi hoặc 22 tuổi, cứ cảm tưởng đi ra là cái người đó bé nhỏ không có bảo vệ được cho mình. Tại vì cái cuộc đời của cô đã lấy chồng nhỏ hơn cô 2 tuổi. Đó, cho nên là cô muốn con gái cô phải lấy người chồng chín chắn, lớn hơn tuổi con gái cô. Tức là cô đã trải nghiệm rồi và cô đã hiểu cái cảm giác đó rồi. Thứ hai, khi con gái cô sinh một hai đứa con, tất nhiên phải già hơn con rể rồi. Ừ, nhìn đi ra đường thấy con gái chân dài đẹp quá, sao giờ mình mới lấy vợ? Hồi đó sao mình nghĩ mình lấy vợ mình hơn tuổi mình, giờ vợ mình có một hai con già hơn ta. Tự nhiên cái đàn ông chán, có phải con gái mình khổ không? À, cô lo xa thôi, không. Cô lo xa cho con gái của mình thôi. Qua mới vòng một thôi chúng ta đã thấy rất là nhiều cái sự gọi là gây cứng rồi. Dạ, và chúng ta cũng đã vừa được nghe những lời chia sẻ đến từ ba Hoài Trung. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đặc biệt nhất của vòng 1. Gia đình của mẹ Thanh Trúc sẽ hội ý cùng với nhau và sau cùng sẽ đưa ra một quyết định, đưa ra một cái tên, một trong bốn cái tên của gia đình bên ứng cử viên. Xem ai sẽ là người mà mẹ Thanh Trúc cảm giác như là không phù hợp với con mình nhất. Xin mời. Và ngay sau đây, xin mời mẹ Thanh Trúc công bố một cái tên. Xin chia tay với... Xin chia tay với ghế số 4 là ba và chung con giờ. Và như vậy là Gia Lạc và ba là Hoài Trung và ba Hoài Trung sẽ là cái tên đầu tiên phải nói lời chào tạm biệt với chúng ta. Trước khi mà chia tay với lại chúng ta thì phải xem ở bên ngoài Gia Lạc trông như thế nào. Ồ, dạ đúng rồi. Nhiều khi là có ra ngoài có đúng là chắc chắn như là cái tên hơi mà ba gọi hay không. Dạ. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của Gia Lạc. Xin mời. Đó, thấy chưa, đâu có nhỏ nhắn đâu, cũng cao ráo quá trời rồi nè. Nghe kết quả thì cảm giác như thế nào? Dạ, thì thưa anh là cũng hơi buồn một tí, nhưng mà em cũng không biết sao, lỡ cái gì thích quá rồi. Hơi buồn là tiếc á, phải không? Dạ đúng rồi, em nghĩ là mình nhỏ tuổi hơn các bạn còn lại, với là nói to lên nè, mình là đàn ông nè, nãy ba giới thiệu là chắc chắn nè, giờ nói câu nào ra cho nó chắc câu đó coi. Dạ là tại vì em nhỏ tuổi hơn mấy bạn kia, với lại một phần là cái chất nghề nghiệp của em không hợp. Không hợp à? Chắc Bảo ơi, sao chị thấy bạn ấy bắt đầu rơi vào cái trạng thái em lúc ban đầu á? Nó cứ là sao á? Đó, người ta nói rồi, đàn ông mà đứng kế bên phụ nữ mà đặc biệt em là phụ nữ đẹp á, là chữ ở đâu nó chạy mất tiêu hết trơn. Xin lỗi em luôn. Tất cả các cơ nó co quúm lại.
gung của con lúc hết luôn rồi chị. Thả lỏng cho bây giờ mình hít rất đẹp, hít ba cái. Thôi chết luôn á, không được đâu. mẹ Thanh Trúc thấy sao khi mà bạn xuất hiện à? Nhưng như theo cô thấy thì tất nhiên là tướng tá con cũng là ok đó, nhưng mà cô nói con nghe thôi, chắc là không có duyên. Nếu có duyên á tránh cũng không được. Dạ. Nhưng tại là chưa tới duyên thôi con, thì cũng không buồn, đúng không? Không có người này con vẫn kiếm được người khác mà. À bây giờ thì mời ba xuống cùng với mình. Con muốn hỏi một chút về cái cảm giác của mình lúc này ạ. Cái cảm giác thì bây giờ tôi với là con tôi cũng hơi buồn, tại về sớm quá. Rồi mong rằng là con tôi phải 3 năm sau đi là tiếp tục đi đến chương trình là cho phép được yêu. Dạ. À, bây giờ còn quá trẻ nha. Dạ. Con. Dạ. Em có cảm nghĩ gì về khi mà thấy Gia Lạc, liệu thực sự cái việc độ tuổi nó có chênh lệch là nó có ảnh hưởng đến em hay không? Với em á, cái việc tuổi ở đây thì em có thể thông cảm được cho mẹ em, bởi vì ai cũng muốn là con mình được những điều tốt cả. Nhưng mà con sẽ phải xin lỗi mẹ chút xíu á, tại vì con là với lớp giới trẻ, không phải tầng lớp của mẹ, cho nên là con sẽ có những cái suy nghĩ khác chút xíu. Con thích sự trải nghiệm, có thể tự tin một chút xíu về độ trưởng thành của em rồi, cho nên là em không sợ. Và có thể là mẹ không đồng ý, nhưng mà đâu đó trong cuộc sống á, em sẽ vai vóc một người khác nhỏ tuổi hơn em thì sao, không phải là bạn này. Nhưng mà em không có đặt nặng vấn đề phải cưới nhau. Tất cả mọi thứ là sự trải nghiệm thôi, cho nên là kể cả bạn hay là bất kỳ một người đó cũng sẽ có cơ hội đi qua cuộc đời của nhau thôi, thì em nhẹ nhàng. Vâng. Và xin chúc cho gia đình sẽ gặp thật nhiều may mắn. Xin chúc chú thật là nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn và xin chào hai cha con ạ. Cho phép được yêu. Vậy là Gia Lạc đã rời khỏi chương trình không thể tiếp tục chinh phục Thanh Thương. Trong ba chàng trai còn lại, ai sẽ là người đáp ứng được kỳ vọng khắt khe của mẹ Thanh Thương? Hãy cùng chúng tôi bắt đầu vòng 2 ngay bây giờ. Chúng ta đang đến với vòng 2 của Cho phép được yêu. Ở vòng 2 này thì trên sân khấu bên ứng cử viên thì chỉ còn lại 3 thành viên thôi. Và ở vòng 2 thì chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu hơn về các chàng trai và được lắng nghe phụ huynh nói về các chàng trai đó như thế nào thông qua các đoạn clip. Thế nhưng mà gương mặt của các chàng trai vẫn là một ẩn số, và chúng ta chỉ được bật mí về tính cách nè, giọng nói nè, về thân hình của các chàng trai chút xíu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai đầu tiên thông qua đoạn clip sau đây. Xin mời. Xin chào gia đình tham gia. Tôi tên là Mai Loan, mẹ của Tiên Phúc. Con trai của tôi á, nó sống tự lập từ nhỏ quen rồi, luôn luôn lúc nào cũng muốn đi kiếm tiền, không lệ thuộc vào ai hết á. Mà 3 tháng mà nó nghỉ hè đó, nó cũng tự đi làm để kiếm tiền. Rồi sau đó nó đi học thêm một cái nghề là quản lý khách sạn, nhà hàng. Phải nói là nó nấu ăn rất là ngon, mà cũng thích ca hát nữa. Cho nên ở trường đó có chương trình gì mà văn nghệ á, là nó tham gia ngay. Thiên Phúc nó đi làm suốt, mà đi làm rất là xa. Có khi thì Nha Trang, có khi thì Hà Nội. 23 tuổi rồi mà cũng chưa có bạn gái. Bởi sau này á, mà cô nào mà thương nó đó là chắc là hạnh phúc lắm. Nó về nó sẽ hầu hết á. Nấu ăn cũng giỏi, mà dọn dẹp nhà cũng giỏi lắm. Nói chung là lúc mà gần Tết á, thì nó cứ điện về cho mẹ: mẹ ơi, những cái thức ăn mẹ cứ để đó nha, chờ con về nấu hết. Rồi bánh kẹo cũng làm luôn, trang trí nhà cửa rất là đẹp. Cho nên tôi rất là vui khi được cái đứa con trai mà nó giỏi như thế. Nói chung là con trai của tôi á, nó làm ở trong nhà hàng thì cái bản chất nó cũng kỹ tính từ nhỏ rồi, cho nên là nó muốn cái người bạn gái á, cũng phải gọn gàng, cũng phải kỹ tính như nó thì nó mới phù hợp, thì tụi nó mới sống với nhau hạnh phúc được.
Thiên Phúc thì cũng ngoan lắm, nhưng mà có cái tính đó là mẹ không có hài lòng á, là nóng tánh lắm, dù là làm được hay là không được gì có khi mẹ góp ý á là nó cũng cãi lại à. Cho nên rất là bực mình vậy đó. Mà thường thường á, con trai á mà hả với gia đình với mẹ thì vậy đó, cứ cự cứ cãi suốt, nhưng mà khi mà lấy vợ rồi thương á là chiều hết, là nghe hết á. Bởi vậy á, nhiều khi á sanh con đó mà thấy không có được gì đâu, nhiều khi á hả nói cái gì á còn cãi lại chứ vợ nó là dạ là thưa nữa đó. Điển hình á là hồi lúc mà cái thời học sinh của nó đó, có nó có quen, nói chung là có quen có một con bé coi như là hả sai gì làm nấy, kêu gì làm nấy, nghe răm rắp hết á. Cho nên là bởi vì tôi nói á, đây rồi á hả, chắc là lấy vợ rồi cũng nghe theo yên vậy nha. Ông bà người ta cũng có câu nói á, là những người á mà làm điều lành thì phúc sẽ tới, bởi vì tôi đặt nó tên Phúc. Nếu mà con chọn Thiên Phúc á là có một chàng tắm á bước ra từ chương trình sẽ đem lại hạnh phúc cho con đó nha con. Vừa rồi thì chúng ta vừa được lắng nghe mẹ Mai Loan chia sẻ thêm về Thiên Phúc. Không biết là gia đình của mẹ Thanh Trúc có thắc mắc gì dành cho mẹ Mai Loan không ạ? Em chào chị. Em xem cái clip thì em thấy con trai chị thì rất giỏi đó, nhưng mà hơi kỹ tính, kỹ quá, thành thử em cũng hơi lo. Và lại là con trai mà lại nấu ăn lại giỏi nữa, cho nên là em cũng hơi lo là không biết là con gái em đó sau này mà làm dâu nhà chị thì có chịu được cái tính hay không. Tại vì em thấy nó cũng thấy khó đó, đàn ông mà kỹ tính quá thì cũng không hay. Nó kỹ tính thôi chứ không phải là khó khăn. Tôi nghĩ là nếu mà tìm được người chồng á mà biết quan tâm tới gia đình và giỏi giang như vậy, gánh vác như vậy, thì tôi nghĩ là cái người vợ đó có cái chỗ dựa vững chắc. Cho nên là cũng đâu có gì phải đáng ngại đâu, đáng lo đâu. Dạ vâng, nhưng mà chúng ta sẽ tạm gác lại những cái suy nghĩ đó và đến với lại clip thứ hai đúng không Bảo Quân? Đúng rồi, tiếp đến với lại gia đình của mẹ Ngọc Diệp và bạn Trung Anh. Xin mời chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình và xem đoạn clip sau đây. Trung Anh, con trai của mình thì năm nay 19 tuổi, sắp sửa bước qua 20. Trung Anh nhà mình thì rất là ít nói, con thì sống nội tâm. Bé không có bước theo cái nghiệp của bố mẹ mà bé chỉ làm theo đúng cái ước mơ của bé mà thôi. Thì bây giờ mình biết sao được, con của mình nó cũng có một cái hướng như vậy. Trung Anh đang học và làm việc tại sân khấu kịch của cô Hồng Vân. Hiện tại bé cũng làm rất là tốt. Cho nên là mình làm cha mẹ thì mình cũng chỉ biết đó là ủng hộ con của mình mà thôi. Trung Anh con của mẹ thì sống rất là nội tâm, ít nói. Tuy nhiên thì Trung Anh thích đọc rap cho đời thêm vui mà. Như cái bài Lối Nhỏ của Đen Vau vậy. Mà mẹ trước kia nghe con đọc rap thì thấy ôi sao mà nó cứ tưng tưng nó nhức đầu quá. Tuy nhiên thì mỗi ngày mình mỗi thấy lui vui trong cái lời rap của con mình nó đọc á, thì mỗi ngày mình mỗi thích, và bây giờ dường như là mình thích nghe con mình đọc rap luôn rồi đó. Có một cái tính mà mẹ cần muốn Trung Anh khắc phục, đó là chịu khó tâm sự với mẹ nhiều hơn để biết con mình đang suy nghĩ gì và đang cần cái gì. Con trai Trung Anh của mẹ hiện tại bây giờ là diễn viên, thì con cứ tưởng tượng đi, diễn viên rất là cao ráo và đẹp trai nha, như Hàn Quốc vậy đó. Trung Anh của mẹ thì thường hay là diễn những cái vai nội tâm, bởi vì Trung Anh sống rất là tâm lý. Điển hình như là Trung Anh hiểu được tâm lý của mẹ. Thì nếu mà con đến với con trai của mẹ thì mẹ chắc chắn một điều rằng con sẽ là người hạnh phúc nhất, bởi vì con sẽ được nghe và được thấu hiểu từ con trai của mẹ. Còn nếu khi mà con cảm thấy mệt mỏi quá thì con của mẹ Trung Anh sẽ dẫn con về quê cùng nhau nuôi cá và trồng thêm rau nhé. Mẹ bật mí một tí xíu nha, con trai mẹ rất thích những cô gái có đôi mắt buồn. Nhưng mà không sao đâu, nếu như mà con có được đôi mắt vui thì mẹ vẫn chọn con, bởi vì mẹ rất thích những người vui tính và chắc chắn con trai của mẹ sẽ đồng ý với mẹ luôn như vậy. Con trai của mẹ thì khá là trầm tính,
Cho nên là mẹ đang hy vọng sẽ có một cô gái nào đó thay đổi tính cách của con trai mẹ và làm cho một cái gia đình nhỏ của mình thật là vui vẻ và ấm áp hơn. Trung Anh của mẹ đang là một nốt nhạc trầm. Vậy thì con có thể là một nốt nhạc vui cùng với mẹ để tô màu cho cuộc sống. Con phải đồng ý với mẹ không nè? Vừa rồi thì chúng ta vừa được nghe mẹ Ngọc Diệp chia sẻ một chút về chàng trai Trung Anh. Không biết là cô Thanh Trúc có thắc mắc về cái nốt nhạc trầm trong bài hát không ạ? Ồ, trầm thiệt luôn rồi. Em chào chị. Em hỏi chị vậy, cháu đang học là phía bên điện ảnh mà vừa đi ca hát nữa. Vậy cái thu nhập của cháu á, là một tháng đi ca hát vậy được bao nhiêu tiền? Thật ra thì cái thu nhập riêng tư thì bé còn dành cho những cái công việc riêng của bé nữa, cho cái ước mơ của bé là đi diễn. Cái thu nhập nó bình quân trung bình thì mình không thể đoán được, bởi vì cái show của nó cũng có cái show này show kia. Những cái người ví dụ như là em trai ở đây thì con cũng có học bên sân khấu điện ảnh, chắc có thể là con hiểu được là không thể nào mình biết được cái thu nhập của nó như thế nào. Vậy vậy hàng tháng thì chị có cho cháu tiền chi tiêu không, hay là cháu lấy cái tiền mức lương cháu xài? Dạ không. Từ khi mà Trung Anh đi học và đi làm thì cho đến hôm nay thì dường như là tất cả tiền học hay là tiền chi phí của bé riêng tư bé tự lo hết, bởi vì bé cũng rất là độc lập. Vậy giờ hàng tháng cháu có cho chị được nhiều tiền không? Mình không mong là cho mình tiền đâu, bởi vì mình chỉ mong bé lo được cho bản thân của bé là đủ vui rồi. Rồi ví dụ giờ sau này giờ bây giờ quen con gái em đi, thì có lo được cho con gái em không? Rồi sau này lấy vợ nữa có lo được cho vợ không, hay là chỉ lo được cho bản thân thôi? Dạ dĩ nhiên rồi, hiện tại bây giờ thì bé mới 25 tuổi và bé đã có cái khả năng lo cho chính bản thân của mình rồi. Thì em nghĩ là khi bé bước sang 30 chẳng hạn, có thể là cái mức thu nhập của bé gấp đôi hơn như vậy, thì dĩ nhiên bé phải lo cho vợ tốt hơn rồi. Nhưng mà hằng ngày cháu trầm tính, nhưng mà cái ngành của cháu là đại khái đi ca hát, là đi khắp nơi đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ cháu tới mà cháu cứ ngồi cháu trầm tính không rằng không ơi không hỡi, thì thật sự chứ cái người kế bên người ta cũng không dám là không biết giờ cái anh này như thế nào mà ông cứ lầm lì lì không rằng không ơi không hỡi, người ta cũng khó tiếp xúc. Thì bây giờ mẹ hỏi con gái nè, bây giờ là con trai của cô như vậy đó, rất trầm. Thứ nhất là trước là làm người yêu đó, là người bạn đó, bạn gái rồi người yêu rồi. Sau này nếu mà có duyên có nợ sẽ thành vợ chồng, thì con có đồng ý cái tính như vậy hay không? Là về là không rằng không ơi à, hỏi thì trả lời, còn hỏi thì cứ là im đó. Dạ không, cho em đính chính lại một tí xíu. Có nghĩa con trai em trầm tính ở đây á, không phải là mình thụ động quá, không phải là bé không hoạt bát, không biết trả lời mọi người, hay là không biết nói đùa nói giỡn. Trầm tính có nghĩa là có nhiều cái chuyện gì đó bé ít bộc lộ ra cho mẹ biết, hoặc là bé ít tâm sự với mẹ. Chỉ là trầm tính như vậy thôi, chứ không hẳn là thụ động như là chị nói ạ. Nhưng mà mẹ nói con nghe là thường thường những người trầm tính á là rất là cọc tính. Con cũng biết ba con rồi đó, rất là trầm tính mà rất là cọc tính. Thì con đã cảm nhận được là ba con như thế nào đó. Hóa ra đây là một phần lý do để mà... Không biết là trong cái suốt cái quá trình mà cuộc hôn nhân của cô thì không biết ông xã vì cục tính như vậy đã làm gì cô chưa? Mà lý do vì sao mà cô chính vì như vậy mà cô... Đại khách đi ra đường bức xúc vì cái chuyện về nhà, về cái chúc đầu với vợ, chúc đầu với con. Đó, thì con cũng biết cái tính ba con rồi đó. Thì con, mẹ nói cho con nghe, tự con cảm nhận, con hiểu được những người trầm tính là như thế nào. Ví dụ giờ về trầm tính là không thèm rằng ơi hỏi. Tất nhiên vợ thấy, anh ơi, cái việc gì mà tại sao mà hôm nay thì anh không rộng mơ hỏi vậy? Đó. Bình lên. Bắt đầu là quạt nạt. Đó là như thế đó. Có thuận cẳng tay hạ cẳng chân chưa cô? Chưa làm vấn đề đó. Đó. Nhưng mà vấn đề mà nạt nộ là chửi thì có. Thì con cũng biết rồi, ba con là tính, là trầm tính, là cục tính, con cũng hiểu đó. Em cũng nói với mọi người là mẹ đã có một gia đình là chưa được thực sự hạnh phúc, cho nên là lúc nào mẹ cũng có một cái rào cản để những cái người đàn ông bước qua rào cản đó mới tới lượt em, thì mẹ luôn luôn cho em những cái ý tốt, em thông cảm thôi. Nhưng mà em lớn rồi thì em tự cảm nhận người đàn ông của mình như thế nào. Đối với bạn như cô đã chia sẻ thì
Em nghĩ là mọi người nên hiểu tới một hướng tích cực. Bởi vì sao? Người mẹ đi lên sân khấu để chọn dâu cho mình, không ai mà đi phô hết điểm số của mình con ra hết. Cho nên là em sẽ hiểu ý của cô theo hướng tích cực hơn. Có nghĩa là gì đây nè? Cái sự trầm tính đó đối với em á, nó là sự trầm lặng và nó chững chạc và nó ít nói ở đây ấy, có thể là thì sự điềm tĩnh, okay, điềm đạm. Có nghĩa là với những cái gì đúng mà rồi em hiểu đúng thì rồi em không vấn đề gì với việc trầm tính của con trai của cô đúng không? Đúng rồi, em thấy đó có nhiều hồi tiêu tốt mà. Rồi bây giờ chị với lại Bảo Cun cũng như tất cả khán giả đã biết rồi, nhưng mà chúng ta hãy để dành những cái ý kiến đó và đến với clip thứ ba ngay sau đây. Minh Hoàng cũng người rộng rộng, cao, cũng không mập, cũng vừa vừa người thôi. Có được cái cặp chân mày với lại cặp mắt giống giống ba nữa thì nhìn cái sắc nét thì mình nhìn thấy nó hài hòa. Minh Hoàng con mình là người vui tính, người cũng lanh lẹ, biết quan tâm tới mẹ và mọi người xung quanh, bạn bè ở ngoài giao tiếp thì cũng nhiều người mến. Hay có cái sở thích, thích hát hò nhảy nhót thì mê từ khi mà còn nhỏ rồi. Đi học ở trường này nọ là thích tham gia văn nghệ này kia. Có được ít cái thành tích giải nhì tiếng hát Hoa Phượng Đỏ ở thành phố Huế là cái giải ba tình khúc trong tôi. Băng Hoàng con mình thì cũng giỏi nấu ăn nhưng mà cũng biết việc bếp núc này kia thì hầu như là cũng hay vô bếp nấu nướng này nọ. Băng Hoàng vào bếp thì được cái món sở trường canh chua trứng chiên là ngon nhất. Tật xấu của anh tôi thì nhiều nhưng mà nói chung là nhiều nhất là quần áo, giày dép, thứ là vứt bừa bộn lung tung thôi. Tính đã hay quên là cứ vứt lung tung xong rồi là chỉ có ra hỏi thôi, cứ mẹ ơi đồ đâu thôi kiếm không ra. Nếu mà so với những cái tính tốt của Băng Hoàng ấy, thì những cái tính xấu nó cũng không có gì là to, nó cũng nhỏ xíu mà thầy mong con bỏ qua những cái tật đấy cho nó. Về tình cảm thì chắc là thấy cũng có một mối tình rồi nhưng mà chia tay rồi cũng không rõ lý do lắm, nhưng mà chắc là không đi chơi hẹn hò bạn gái mà đi coi phim với một người bạn thân. Còn đến mối tình thứ hai thì người yêu của Hoàng chắc là bắt cá hai ba tay mà Hoàng nằm ở trong con cá thứ ba đó. Khi mà nó biết được như thế thì nó cũng thấy xấu, nhưng mà mình thấy con buồn thì mình cũng thấy thương, thấy tội nghiệp. Con của mình thì thích những người bạn gái mà mũm mĩm lùng lùng mà thấy giống như là nấm lùng di động vậy đó. Người ta yêu người ta sẽ đưa hoa và đưa quà cho con, nhưng mà Văn Hoàng yêu con thì sẽ đưa con về dinh. Văn Hoàng mà yêu con sẽ đưa con về dinh. Dạ vâng, xin mời ý kiến của gia đình nhà gái. Thấy ở trong clip thì nói em là con trai làm nghề tự do, mà xem từ nãy giờ thì như hai cái clip của hai chị hôm nay là vẫn biết có là cái công việc hàng ngày. Còn đằng này từ nãy giờ thấy là đàn ông con trai tối ngày cứ vô rửa bát rửa chén không ạ? Thì công việc em nói là công việc làm tự do là công việc gì vậy? Dạ thì công việc tự do của con trai em hồi tối đi làm, còn ban ngày ở nhà thì vào bếp nấu ăn giúp mẹ thôi, tại vì em rất là bận, công việc của em bận rộn lắm nên cháu không làm công việc tự do. Buổi tối là công việc gì? Dạ đi hát ở phòng trà cà phê này kia. Dạ cháu đi làm vậy là có nuôi trong gia đình không hay là tự sống cho bản thân? Vì cũng mới bắt đầu ra đi làm công việc được một năm nay thôi, cũng chưa phụ được mẹ nhiều lắm, nhưng mà lâu lâu thì thấy mẹ khó khăn thì cũng có thể là đưa giúp mẹ tiền này tiền kia một chút xíu phụ giúp thôi, chứ bây giờ hiện tại thì cũng chưa phải là dư giả được nhiều. Nhưng mà cái công việc đi hát là có ổn định không, hay là lâu lâu mới đi hát, hay là đêm nào cũng đi hát? Dạ không, vẫn cũng có ổn định ạ. Có thể là mẹ Thanh Trúc vẫn chưa hiểu về cái cụm từ là việc tự do. Dạ vâng. Thì tức là giới trẻ hiện giờ người ta hay xài cái từ là freelancer đó cô. Tức là ai mà có công việc gì mà ngắn hạn á thì có thể gọi
và bạn đã làm, và làm bất cứ việc gì cũng được. Vậy cái học vấn của cháu là tới đâu rồi? Học vấn thì con em thì học được, cũng có học đến lớp 12. Nhưng mà tại vì do kinh tế gia đình em cũng không khá lắm, nên không thể cho nó theo được cái ý thích của nó. Ví dụ như cháu rất muốn vào trường sân khấu hay là rất muốn học theo cái ngành nghề cho nó đàng hoàng, nhưng mà tại vì do hoàn cảnh nhà nó cũng không được khá giả lắm, cho nên là cháu phải tự bươn chải để kiếm tiền học. Hiện tại thì bây giờ cũng vừa học vừa làm về ca hát rồi phim ảnh này nọ thôi. Con của chị á thì nó làm bên cam phim bên marketing, là công việc nó cũng là sáng ngời đó. Bây giờ so với là nó là đại học ra, bây giờ là con em là học như vậy, thì chị hỏi em thì hai đứa nó có thể hòa hợp với nhau được không? Theo em nghĩ thì học vấn thì nó chưa chắc đã nói lên gì tất cả hết. Thì chỉ có là bây giờ để cho hai đứa tự tìm hiểu nhau một thời gian. Ví dụ nếu mà phù hợp tính cách hay là biết cái sự quan tâm lẫn nhau, biết đâu được nó sẽ yêu thương nhau hơn. Không, nhưng mà chỗ sao Hương nghĩ rằng là cũng phải nghe sơ qua ý kiến của Thanh Thương là về ý kiến của mẹ vậy, em có đồng ý không? Dạ, thì em có ý kiến này. Em thấy trên thế giới có rất nhiều người thành công nhưng mà người ta học không tới tôi chốn, đúng không? À, có nghĩa là em có một ý xíu là không đồng tình với lại mẹ Thanh Trúc, nhưng mà em đồng tình với cái việc là nếu như người đó mà hợp với em là em cũng ok, miễn là học vấn không vấn đề, đúng không? Chỉ là mình nói chuyện nhau là ok được, đúng dạ, không? Dạ, phải nói chuyện thôi nha. Nói chuyện thôi là có đủ. Nói chung là xem thử là cái cuộc sống và cái con người của hai người có hợp được với nhau hay không thì mình tìm hiểu thôi mà chị, đâu phải là cưới nhau, cho nên đúng là rồi. Mình cứ từ từ thôi. Chị hỏi cái bạn Hoàng á, là giống như là những cái rảnh gì đó là bạn có hay tâm sự với mẹ không, hay là có khi bạn có tâm sự về những công việc của bạn hay là những chuyện riêng của bạn cho mẹ nghe không? Cũng có chứ, Hoàng cũng hay chia sẻ lắm, tại vì Hoàng rất là gần gũi với mẹ, lớn như thế rồi nhưng mà đi đâu về vẫn ôm mẹ, nằm gần vẫn ôm hung này nọ, nên là rất là hay chia sẻ với mẹ, vui vẻ lắm. Em cảm nhận được cái đó, chị nói đúng. Em cảm nhận được, tại như là cái cách mà bạn rửa chén, bạn lặt rau là biết là bạn có quan tâm mẹ, nên em mới hỏi câu đó. Chứ em biết là chắc bạn chia sẻ nhiều lắm. Đúng nhưng rồi. Mà qua cái chia sẻ là bạn có nói với mẹ biết là cái gu bạn gái của bạn như thế nào không? Có chứ. Nhiều lúc cũng hỏi giỡn mà là như Hoàng như vậy thì Hoàng thích bạn gái như thế nào? Lùn thấp như mẹ hay là cao chân dài này đó mà. Cũng con cũng không cần gì nhiều lắm, đâu quan trọng là phải cao lắm đâu, cỡ như mẹ cũng được rồi. Và chúng ta vừa mới được trải qua những chia sẻ đến từ cả hai bên phía gia đình. Và bây giờ thì đã đến thời khắc đặc biệt của vòng 2. Quan trọng. Đó là tiếp tục lại phải nhờ mẹ Thanh Trúc và gia đình của mẹ Thanh Trúc hội ý với nhau và cùng chọn ra một cái tên mà mẹ cho rằng là không phù hợp với Thanh Thương. Xin mời. Xin chia tay với mẹ Bích Phượng và con Văn Hoàng. Vâng. Và cái tên mà mẹ Thanh Trúc đọc lên là Văn Hoàng và mẹ Bích Phượng. Lý do vì sao ạ? Tại vì thấy cái cuộc sống của con trai em thấy nó cũng không có ổn định, không biết là sau này cái khi mà quen con gái chị á, rồi là cưới con gái chị, rồi không biết là có lo nổi được cho con gái chị không. Cho nên là em cũng thông cảm. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đón chào chàng trai để xem chàng trai này bên ngoài nhìn như thế nào nha. Xin mời Văn Hoàng. Chào Văn Hoàng.
Tay lạnh quá vậy. Đứng ở trong là cũng chờ đợi lâu lắm rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. À, mình có đôi lời với khán giả nè. Lời đầu tiên xin cho Văn Hoàng gửi tới toàn thể các quý vị phụ huynh và toàn thể các quý vị khán giả và hai anh chị MC một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ. Hình như là có kinh nghiệm đi hát, đi diễn sân khấu nhiều rồi đúng không nào? Chào cũng như ca sĩ gì đó. Dạ, thật sự thì em cũng cảm giác hơi hơi buồn một xíu. Nhưng mà con cũng có muốn chia sẻ một chút lời tới mẹ Trúc ạ. Là khi mà hai đứa con nếu ví dụ như có tới được với nhau để yêu nhau á, thì đầu tiên hai đứa con sẽ là tìm hiểu. Còn chuyện vấn đề về tương lai thì dù bây giờ con đang là bàn tay trắng, con đang tập tành bước lên, nhưng sau này biết đâu được con lại là một người đứng ở trên đỉnh cao, mà không phải là đỉnh cao bình thường mà là đỉnh cao nhất. Wow. Đây là một chàng trai, sau khi nghe câu nói này thì tôi tin tưởng chàng trai này có bản lĩnh. Dạ. Yeah. À. Có ý chí, thực sự. Thanh Thương thì sao? Khi mà nghe mẹ chia sẻ quan điểm cũng như là chia lắng nghe mẹ của chàng trai chia sẻ. Dạ thì sau tất cả thì em thấy là mỗi người có một quan điểm riêng. Thì đối với bạn cũng vậy, em tôn trọng tất cả các ý kiến của mọi người. Dạ. Thì biết đâu sau này mình ra mình trở thành bạn bình thường chơi với nhau, nó cũng hay mà, đúng không? Có thể là không có duyên chẳng hạn. Bây giờ thì xin mời mẹ Bích Phượng cùng xuống dưới với lại Văn Hoàng nè, xin mời. Trời ơi, kế bạn gái thì sao mình nhắn thế này? Sao mình nhắn thế này? Cảm giác của mẹ Bích Phượng bây giờ như thế nào ạ? Thì cũng vừa vui, cũng vừa buồn. Có tí tiếc nuối là phải rời chương trình sớm quá. Mình là người sớm nhì thôi chứ không sớm quá đâu. Dạ. Thì nói chung là theo cái suy nghĩ của mình này, mình tưởng được ngồi đến cuối nha. Giờ đi về là sớm quá rồi. Dạ. Mà có tiếc không? Cũng hơi tiếc, hơi tính tiếc. Tại thấy bạn gái đẹp quá. Và cái với cái lý do mà mẹ Thanh Trúc chia sẻ thì mình có suy nghĩ gì không ạ? À? Thì đang suy nghĩ là chắc là sẽ có một cái động lực để cho Hoàng cố gắng kiếm nhiều tiền hơn. Biết đâu sau này có nhà bạn gái nào yêu cầu thế là mình đủ điều kiện sao. Còn mẹ Thanh Trúc thì sao ạ? Thì cô cũng mong là sau này tương lai con sẽ vững chắc hơn và có nhiều cơ hội hơn. Coi như là ngày hôm nay cái cuộc giao lưu này là không có duyên đi. Yeah. Đó, thì cô cũng mong là sau này con phải xúc tiến nhiều hơn và công việc là thành đạt hơn. Là tôi chúc mừng con này vậy. Xin mời. Làm sao đây? Sao qua đi? Con gia đình đều muốn kết duyên. Phải nuôi con làm sao đây? Để cho đi. Cho phép được yêu. Let's go. Cho phép được yêu. Văn Hoàng và mẹ Bích Phượng đã ra về, chỉ còn lại hai gia đình nhà trai. Gia đình nào sẽ được mẹ Thanh Thương tin tưởng gửi gắm con gái mình? Kết quả sẽ có ngày sau đây tại vòng 3 của Cho Phép Được Yêu. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với vòng 3 của Cho Phép Được Yêu với phần được mang tên Xui Gia Đại Chiến. Và trước khi mà chúng ta đến với phần Xui Gia Đại Chiến thì chúng ta hãy gặp gỡ hai chàng trai. Ngay sau đây chúng ta hãy gặp gỡ với chàng trai đầu tiên, Thiên Phúc, xin mời. Let's go. Thần thái quản lý nha. Xin lỗi, xin chào Thiên Phúc. Nụ cười rất là hiền hậu, ấm áp, có cái răng khểnh nữa nghe. Thiên Phúc ơi, hãy dành một vài lời với quý vị khán giả đi nào. Lời nói đầu tiên cho Thiên Phúc gửi lời chào đến các mẹ cũng như các cô và hai MC cùng với em đây. Cùng toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Wow. Quản lý mà cũng có phong thái của ca sĩ vậy ta. Chúng ta có 3 phút để cả hai bạn cùng nói chuyện. Chào em,
thì trong cái 3 phút này thì cho Phúc xin 1 phút để dành tặng một câu hò đến em cũng như là tất cả mọi người ở đây. Hò lòng của anh thì trời cao cũng thấy, lời em nói thì anh cũng đã nghe. Thôi thì anh về anh nói mẹ anh nha, cầm chầu cao để cầm chầu cao để qua nhà hỏi má em. Mà không phải cầm một chầu, cầm hai chầu đàng hoàng luôn. Cảm ơn anh, hay quá à. Cho em hỏi thăm chút xíu ha. Không biết hiện tại thì anh đang làm, anh đang công tác ở khu vực nào của Phố Chí Minh? Hiện tại thì lúc trước là anh làm ở Vinpearl Phú Quốc. Và lúc đó là anh chỉ làm một nhân viên thôi. Thì sau khi thi cái định kỳ xong thì anh được lên chức Supervisor ở Vinpearl Connoisseur Beach Fund Nha Trang. Dạ. Thì anh cũng đang quản lý ở một cái chuỗi nhà hàng ở ngoài đó. Và hiện tại đang bị điều chuyển về Landmark 81, đang quản lý ở nhà hàng ở trên này. Trời ơi, mẹ chúc mà không chọn là con chọn cho con luôn. Landmark 81 là không phải dễ vô nha. Em có nghe mẹ kể và chút qua đôi lời với anh rồi thì em còn thấy là cũng khá là ok. Thì không biết gu bạn gái của anh như thế nào, có thể chia sẻ được không? Thì gu bạn gái của anh là thường là sẽ do mẹ quyết định trước. Cái ánh mắt đầu tiên là dẫn về gia đình, là gia đình có ấn tượng đầu tiên nhất. Cái đầu tiên đó là lễ nghĩa. Và cái thứ hai đó là người con gái không cần phải quá hoàn hảo mà chỉ cần là chăm sóc cho gia đình và lễ phép. Đó là cái điều mà cao quý nhất của người con gái. Anh có quan trọng ngoại hình không? Cái này thì sẽ không quan trọng ngoại hình, tại vì cái này là tùy theo cái cách nói chuyện của mình với lại là tính của mọi người hợp nhau. Nếu mà hợp về ngoại hình mà cách nói chuyện và giao tiếp với nhau không hợp thì cũng không có tình cảm gì với nhau. Theo em nghĩ thì ở vị trí của anh á thì cũng có một cái gì đó nó gọi là ổn rồi. Cho nên là nếu như để chọn bạn gái thì em cũng nghĩ là có một người bạn gái nào đó họ có thể có ngoại hình, có thể có kiến thức và hơn những cái điều mà anh mong mỏi thì cũng sẽ tốt, đúng không? Đâu cần thiết phải là những cái thứ đơn giản đâu. Đúng Phúc rồi. Ơi, Phúc, mình đang tuyển bạn gái không phải tuyển nhân viên đúng em. Rồi, đúng rồi. Mình hỏi có em ăn gì, em muốn ăn gì đem. Này kia chứ. Thì giống như là mẹ cũng đã nói rồi, đó là cái khó tính của anh ở đây đó là hay nạt mẹ không phải là những cái khó. Đó là ví dụ như là về lễ nghĩa hay là đám ở nhà thì là bắt buộc là phải theo cái lễ nghĩa cúng kiến, nó là hai một trình tự nhất định chứ không được làm sơ sài. Thì thường là ở nhà là mọi việc đó là đám hay là thức ăn hay là cúng kiến là đều một tay anh lo hết. Về thì anh thường là anh dành thời gian ở nhà, anh đi ăn và anh làm đồ ăn ở nhà thường nhiều hơn cho vợ của anh, hơn cho gia đình nhiều hơn là ăn ở ngoài. Để chú là một người cầu toàn biết chú đáo đúng không? Thôi bây giờ mà tạm gác gia đình qua bên đi, mình chưa cưới đúng không? Đúng bây giờ rồi. Hẹn hò đi. Em hỏi coi anh có thích em không? Hỏi đi. Hỏi thẳng luôn. Mình hỏi đi. Anh thấy em là người phụ nữ như thế nào trong những cái điều mà anh mong muốn? Trời ơi, mà hỏi cứng quá. Anh thấy em sao? Cái gì? Anh thấy em sao? Trời, cái gì đó mà phải... chán quá luôn. Theo như là ngồi từ bên trong thì anh thấy em là người có theo cái hướng là hướng ngoại nhiều hơn. Đó là đều có cái nội tâm nhưng mà sẽ theo cái hướng ngoại nhiều hơn. Đó là ví dụ như là gia đình có những cái phản bác riêng về những bà mẹ bên đây thì em lại có những cái hướng ngoại, định hướng riêng cho mẹ của em có những cái suy nghĩ khác về cái mục đích đó. Nên là anh nghĩ là em là một người rất là đặc biệt. Đặc biệt là hướng ngoại đó hả? Vậy là mình hướng ngoại là đặc biệt thôi. Hết rồi. Đúng rồi, tại vì ngoài đặc biệt thì em là một cái con người con gái là có cá tính rất là mạnh mẽ, quyết đoán. Nghĩ sao nói vậy? Mạnh mẽ nhưng có đàn ông không? Cái này thì còn tùy mà. Trời, cái chuyện nó phải tìm hiểu lâu em ơi. Đó là cái chuyện đương nhiên, người ta là đàn ông người ta mới ra đứng đây chứ. Em ơi, nhớ chữ láng không? Đó, em thấy anh cũng láng đó nha. Vậy đó em. Sở thích của anh là gì? Nữa. Sở thích? Phỏng vấn nữa. Trời ơi, làm sao? Tại nó phỏng vấn đi xin việc mà. Thường đó là sở thích của anh đó là rảnh thì ở nhà là chơi đàn, hoặc là nấu ăn, hoặc là xem những cái công việc cần thiết ở nhà hàng. Còn thường là anh ít đi chơi và ít giao tiếp bên ngoài hơn, tại vì công việc của mình nó là hướng du lịch rồi, mình giao tiếp, mình đi nhiều nơi rồi, nên là anh dành cái thời gian nó tập trung về nhà nhiều hơn. Nên là đó là cái sở thích lớn nhất của anh, đó là được về nhà lo cho tất cả thành viên trong gia đình cũng như là người yêu của mình.
Tôi nghe hai bạn nói chuyện mà tôi thấy giống như là hai người mà đang đi xin việc á. Hiểu không? Kiểu xíu nữa xong là hai đứa mình chốt hợp đồng ký á. Chứ không phải là kiểu tìm hiểu mà kiểu yêu thương. Em ra đây đi, giống như kiểu em là nhân viên quản lý á. Ừ, vô, hỏi đây. Em cao 1m bao nhiêu? Dạ, 1m75. Em có cảm thấy phù hợp với công việc này hay không? Nhà của tôi thì còn có rất là nhiều chén đũa. Và mẹ của tôi thì cũng đã già rồi. Dạ, đúng rồi. Thì dạ, sau này nếu như em muốn tuyển vô em là ứng viên làm bạn gái anh á. Đúng, em dạ, anh có nhận em không? Anh đợi một chút xíu, sau khi anh hỏi xong hết tất cả những cái thông tin rồi sau đó anh mới đợi một chút xíu, anh sẽ in cái hợp đồng ra rồi em ký. Nếu như mà em đồng ý làm bạn gái của anh thì em ký vào hợp đồng đó. Kiểu giống vậy á. Đó, kiểu giống vậy á. 3 phút mà để cho hai bạn trò chuyện với nhau là đã hết rồi. Ừ. Bây giờ mình dành thêm 1 phút nữa, nhưng mà hai bạn sẽ không nói chuyện nữa ha, không trò chuyện gì nữa, mà cho tôi mượn hai cánh tay đi. Bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian, hai bạn sẽ nắm tay của nhau và không nói chuyện, chỉ nhìn vào mắt nhau thôi, để xem hai con tim có đồng điệu với nhau hay không. Xin mời. Nhìn thẳng vô nhau nè, không có nhìn tôi nghe. Rồi. Một nét nhạc lãng mạn. Trời ơi trời, cầm hai tay luôn được không? Nắm hai cái tay vô. Trời ơi trời. Vậy nè. Đúng rồi. Nhìn sâu vào trong ánh mắt đó, em thấy điều gì ở anh? Thanh Thương, em hãy nhìn sâu sâu vào trong ánh mắt đó, đằng sau cặp kính, đằng sau cái chồng đen, đằng sau luôn chồng trắng. Rồi, và hết 1 phút. Sao? Hồi hộp chị. Hồi hộp, nhưng mà lúc mình nắm tay á là em cảm giác sao? Nó có điện tê 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 không? Không gian nó bị lắng xuống. Nhưng mà ý mình cầm sao mình sao? Em nói mà chị hồi hộp chị nổi da gà luôn nè. Là ý em nói là lúc em cầm vô em cảm thấy là mình tê, mình điện giật hay là mình nói chết rồi. Đây là nửa kia của mình rồi, em có thấy gì không? Nếu như mà em nói có thì cái đó là em sợ quá. Ừ, chứ mà thật sự là làm sao? Nó chỉ có khoảng 40%. Một phút mà 40% là được rồi. Còn thì do cảm giác thế nào? Ê, cảm thấy là đầu tiên bạn nắm tay nhẹ, sau đó bạn nắm chặt, sau đó nắm tấm chặt hơn. Tất nhiên là phải có một sự ngại ngùng. Tại vì thực ra mình chưa quen nhau. Đó là chắc chắn có luôn. Có cảm giác được cái sự ấm áp từ chàng trai không? Dạ có. Nhưng mà mặc dù tay bạn hơi lạnh. Cho phép được yêu. Vừa rồi chúng ta vừa được gặp gỡ Thiên Phúc và còn một chàng trai còn lại, liệu rằng chàng trai này có làm cho cô gái Thanh Thương của chúng ta rung động hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp mặt Trung Anh, xin mời. Let's go. Lặng, và người Việt Nam thầm lặng đó là bạn đây, dựa theo lời kể của mẹ thôi chứ mình cũng chưa biết như thế nào. Dành một vài lời nói với lại quý vị khán giả đi nào. Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin cho phép em được gửi lời chào trân trọng và thân ái đến toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin đi chào mẹ, chào cô và chào bên gia đình bạn gái và chào hai vị MC ạ. Và một lời chào trân trọng nhất. Em xin được gửi đến mọi người một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Đấy. Để giải đáp những cái thắc mắc của mẹ thì mời mẹ dì cũng giống như em trai đến với 3 phút của đôi trẻ giao lưu và nhớ đừng phỏng vấn xin việc em nhé. Cố gắng nghe. Hey. Hey.
Em thấy dễ thương lắm á, giống như kiểu mà hồi xưa còn nhỏ là thích mấy cái chàng Hàn Quốc á. Thì cho bảo là cái phong cách của anh là anh đi lên sân khấu mới vậy hay là bình thường cũng như vậy luôn? Như là vừa nãy anh đã nói thì là chỉ có riêng ở nhà hoặc là đối với người nào mà thân thiết nhất thì anh mới có thể là giải bày những cái cảm xúc thật nhất. Còn mà nếu ra ngoài thì mình vẫn có thể là vui vẻ hòa đồng với mọi người, tất cả mọi người bình thường. Nhưng mà em thấy là anh có một cái tính rất là giống em, khi mà quậu hay là khi mà tức á sẽ im lặng. Thì nếu như mà lấy nhau và hai đứa cô im lặng vậy thì ai mở lời trước? Nếu mà em cũng im lặng như anh thì anh nghĩ là anh sẽ là người ngỏ lời trước. Anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ lớn hơn mình mấy tuổi? Ý là anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ lớn hơn mình mấy tuổi? Lớn hơn mình mấy tuổi thì cái vấn đề bây giờ là không quan trọng về tuổi tác, chỉ cần hai người có thể hiểu được cho nhau và cố gắng với nhau vì một cái thứ gì đó hoặc là vì tương lai với nhau. Anh có thể kể cho em những cái mối tình trước đây của anh được không? Trước đây anh hết bé gái, mình không có phỏng vấn đâu, mình kinh rồi đó. Phải phỏng vấn, hai chân nó phải thoải mái ra xíu em. Về những cái mối tình trước đây của anh thì nó cũng không được suôn sẻ cho lắm. Là bởi vì có hai mối tình và điểm kết thúc đều xuất phát từ người thứ ba. Từ đó thì mình cũng trầm lặng dần hơn. Bạn nam là chia sẻ hình như là có một điểm gì đó rất là giống em luôn á. Đó. Đó. Đi thẳng vào. Cũng có hai mối tình. Em cũng có hai mối tình. Đều đều là nghiêm túc hết, nhưng mà cũng em là kẻ thứ ba. Em. Vậy là kẻ thứ ba. Đều là kẻ thứ ba và cuối cùng đều bị phản bội hết. Thì đến thời điểm này thì không yêu ai hết, cả còn 2 năm rồi. Cho nên là em nghĩ là cái về tính cách của hai đứa nó cũng có một xíu gì đó giống nhau, đồng cảm được. Và em không biết là có tiến tới một cái gì đó nó xa xôi không, nhưng mà trước mắt chúng ta có thể làm bạn và giao lưu được. Chính xác. Và nếu nói về một gia đình ở đây thì anh sẽ là người có cái điểm cộng cao nhất tới điểm này. Đó là cảm nhận của em. Cảm ơn. Ủa hết rồi hả? Ủa hết rồi. Lúc mà Thanh Thương em chia sẻ em là người thứ ba thì có lẽ khán giả chưa hiểu rõ. Em có thể nói rõ hơn là người thứ ba là sao? Là em biết hay em không biết? À vậy em không biết. Em không biết. Có nghĩa là còn mối tình gần đây nhất thì có đây là 1.5 năm thôi, còn 2 năm rồi thì đến mức mà còn tiến tới hôn nhân rồi em mới biết được là trong suốt cái khoảng thời gian 3 năm đó em bị lừa dối. Ồ, nhưng mà cái người đó là có gia đình chưa hay là chỉ mới là người yêu thôi? Dạ, là người đó là có gia đình rồi. Lúc đó con tim em có đau khổ không? Vậy đương nhiên là có chứ. Là bạn đó có kêu em cưới không hay là bạn đó đi dạ cưới? Có nghĩa là em cũng không rõ đối phương suy nghĩ như thế nào, nhưng mà hai đứa tính tới hôn nhân. Nhưng mà gần em cưới rồi. Mẹ rồi, biết không? Mẹ có biết không? Dạ, mẹ không biết. Ờ, nhưng mà cưới thì phải dẫn về gặp mẹ chứ đúng không? Có nghĩa cái thời gian hai đứa em quyết định đó thì em phát hiện ra, chứ không chưa tới lúc nói với mẹ. Đây mới là điều quan trọng nè. Hiện tại mới là điều quan trọng. Rồi, xoa tay đi chứ. Xoa tay cho nó ấm hơn tí xíu đi chứ, xíu nắm tay con ta rồi. Rồi, 1 phút không nói gì và chỉ nhìn vào mắt nhau để xem trái tim của hai bạn có đồng cảm với nhau hay không. Xin mời. Lạnh thiệt. Lạnh thiệt. Đứng rung. Sao mà bạn trai giật mép ta? Không, bạn trai rung luôn á. Hai bạn nhìn sâu vào mắt nhau để chúng ta có thể hiểu được con người này có phải là một nửa của mình sắp tới hay không. Lên chứ. Có
vẻ bạn ấy đang rất là hồi hộp. Wow. Khúc là lắm rồi. Đúng rồi, mình là đàn ông mà. Đàn ông phải ra mặt đàn ông. Đúng rồi, hung luôn cũng được. Có được, được, được khúc không? Hung được luôn đó em. Được không? No, hỏi mẹ, mẹ cho phép thì mới được. Đem gợi ý thôi. Ok. Ôm nhau cái đi. Em ơi. Vẫn còn mẹ ngồi đó cơ. Ông này ghê lắm nha. Lù lù, vác cái lưu chạy nha. Nè, im lặng vậy chứ là mà cũng mà lẹ tính. Lắm à. Trầm tính gì mà. Tôi chưa kịp làm gì hết rồi, tôi chưa kịp dừng lại luôn. Trời ơi, tôi xem mà tôi nóng mắt luôn à. Bên nhà trai cũng vậy nè. Bên nhà trai hồi nãy mới hỏi bên nhà gái rồi, quên chưa hỏi hai mẹ là có gật đầu hay không. Mẹ thấy sao mẹ? Một mẹ gật, mẹ thấy sao mẹ? Mẹ Lan thấy sao? Thấy hai cháu hình như là hai con tim nó cùng nhịp đập rồi đó. Đúng rồi, bây giờ mới là phần quyết định nè. Bởi vì sao? Bây giờ mới đến phần xui gia đại chiến, là đến lúc cả hai mẹ sẽ sử dụng tài hùng biện của mình để thuyết phục bên nhà gái. Cho phép được yêu. Chào mừng quý vị đang quay lại vòng 3 của chương trình Cho phép được yêu. Ngay sau đây, phần xui gia đại chiến cho phép Diễm Hương được mời gia đình đàn gái chúng ta đứng lên và ngay sau vạch trắng. Chúng ta hãy cùng đến với báu vật của nhà Thiên Phúc. Cho phép mời mẹ Mai Loan. Let's go. Bà nói hình như trong này có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao hay sao á chị ơi. Trong này thấy có vẻ bự lắm. Xin mời cô giới thiệu về cái báu vật của mình ạ. Trước khi tôi mở món báu vật này thì tôi cho quý vị biết là mình mà có cho con mình vàng hay bạc thì nó cũng xài hết, mà mình cho nó cái bằng cấp hay là hoặc một cái nghề thì cái đó nó mới mài ra tiền đấy. Yeah. Nó mới hốt vàng hốt sàn vô đấy. Đó. Và cứ như thế thì gia đình mới hạnh phúc. Cho quý vị và bên đàn gái xem cái báu vật của gia đình chúng tôi. Tại vì sao mà tôi lại tặng cái báu vật cho con tôi là bằng cái chảo với lại cái tập về? Vì con tôi cái nghề nấu ăn rất là xuất sắc. Không riêng về những cái món ăn trong gia đình, mà con tôi còn nấu được món Tây, món Tàu. Mà hiện tại bây giờ thì quý vị cũng biết bên đây, khách du lịch bên đây là toàn Tây, Tàu. Nếu mà mình mở được cái nhà hàng như thế thì có phải là vàng với hộp sò đô la là mình kinh tế ổn định vô mỗi ngày không? Kinh tế ổn định đúng không cô? Đúng rồi. Đúng ý với lại mẹ Thanh Trúc luôn đúng không? Là có thể lo lắng được cho Thanh Phương. Bây giờ chúng ta sẽ đến với báu vật của nhà bạn Trung Anh. Xin mời. Cho phép được yêu. Let's go. Thấy có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, dẹp, nó không có lồi lõm như bên em, kia. Cuốn bất động sản sổ đỏ đó em. Sổ hồng hả? Sổ đỏ, sổ hồng đó em, nguyên sách trong đó đó em. Trời ơi, hồi hộp. Đôi lời đó. Đi mẹ nói gì đi chứ cho nó bớt hồi hộp chứ. Giờ mẹ dở ra là con giật mình đó. Thật ra thì lúc nãy á, chị cũng có hỏi em về cái vấn đề là cái nguồn thu nhập của con từ khi con đi làm tới bây giờ thì mẹ có nắm được hay không, thì em cũng có một cái trả lời là em chưa có nắm được cái mức thu nhập của con, bởi vì thực tế con làm thì tiền mặt con không đem về nhà.
Dạ, nhưng mà giờ mẹ mở đi. À, mẹ mở đi. Dạ, mẹ mở đi. Mẹ mở đi xong rồi. Tự nhiên hồi hộp quá. Sao? Đây, đây là món quà của gia đình của anh. Wow, cái này nó còn ghê hơn. Cái gì vậy? Thẻ ngân hàng. Phải nói là mình vui vẻ nhất khi mà một người mẹ cầm một cái thẻ như vậy á. Cái quan trọng nhất ở đây là cái số tiền ở trong này không phải là từ ba mẹ cho, mà là chính bản thân của Trung Anh làm được và tích góp được từ khi em đi làm tới bây giờ. Và em cũng nói với chị là cái thẻ nó nhỏ như vậy thôi, nhưng mà cái số khoản ở trong đó thì có thể là đo hơn là chu toàn hơn cho con gái của chị về sau này và cả cháu của chị nữa. Wow. Trung Anh ơi, cho chị biết là tiết lộ thôi, ở trong đó là có bao nhiêu con số vậy em? Bao nhiêu số không em đó? Dạ, xin được chia sẻ với chị là nó nằm ở khoảng dao động 9 con số. 9 wow. con số. Trời ơi, 9 con số là nhiều nha. Gì vậy em tính cái gì vậy? Hả? Em đếm số. 9 con số. Đâu ai cưới em đâu. Không ai cho phép em yêu hết á. Hả? Quay lại, 9 con số không có nghĩa là hơn tỷ rồi đó em. Hơn tỷ phải không? Dạ. Nè, nói cho con nghe nè, ở trong ngân hàng nó chỉ có 1 tỷ. Mà con biết rồi, cái lãi suất ở đâu bao nhiêu. Còn trong lúc á, con của cô nó có cái nghề. Khi mà nó mở cái nhà hàng, cô đã đầu tư cho nó 10 mấy tỷ rồi. Nó mở cái nhà hàng tức là hoành tráng rồi đấy. Thì con thử nghĩ một tháng nó thu vô bao nhiêu. Dạ. Thì con thử tính giùm cô đi. Bên này sao ạ? Ra thì cái ngành bất động sản mình á, nó cũng chẳng có gì hơn nhiều cả. Nói chung á, là nhà mặt tiền thì mẹ cũng đã có sẵn rồi nè con. Nếu mà con thích mở nhà hàng, mẹ cũng có sẵn 4 căn nhà mặt tiền cho con mở 4 cái nhà hàng rồi. Trời ơi. Bên này không những một cái nhà hàng mà tới 4 cái nhà hàng luôn. Bên này một cái nhà hàng nhưng mà không biết đối đáp lại sao nè. Nói thật ra đó là chỉ có tiền đưa vô, còn cái này vừa có tiền vừa có nghề. Dạ đúng. À, dạ. Thì con nghĩ cái nào hơn? Bên này vừa có tiền vừa có nghề, còn cái này chỉ có tiền đưa vô, đó là ý kiến của bên kia. Không phải là có tiền không đâu, mà nếu như con cần một người đàn ông thật là ấm áp và hiểu con, cùng một nhịp đập con tim chung với con, thì con hãy chọn con trai của mẹ thôi. Nó ngang tài ngang sức rồi. Tài ngang sức rồi. Bên kia cũng hình như Đại Vĩ đang cười, không biết là chọn ai đúng không Đại Vĩ? Tại vì con thấy là trong cái công việc á, là con trai của mẹ nó rất là chăm chỉ, nó rất là năng nổ, luôn luôn lúc nào nó cũng tìm tòi. Thì con thấy á, là sẽ đem lại tiền tài cho con và sự hạnh phúc cho con. Bây giờ con cứ nghĩ đi, những lúc mà con buồn á thì con sẽ thích một cái không khí như thế nào? Có phải là nhộn nhịp không, đọc rap là mình nghe sẽ vui tai hơn. À. Chứ nếu như mà con nghe một giọng ca cổ lên thì chắc có lẽ là con buồn hơn nữa. À. Thật sự luôn. Đúng. Bên này là bây giờ, mẹ hỏi con nè, con thích giọng ca hay là con thích món ăn ngon? Cả hai ạ. Thì con trai ơi, con thể hiện một khúc đi, để thể hiện cái trái tim của mình đối với người đó đi ha. Và sau đây sẽ là ca khúc đến từ nam ca sĩ Gabber, Trung Anh, Hà Nội and You. Xin mời. Hà Nội này trời gió, liệu nơi đó có nhớ anh không? Anh vẫn thường một chiếc chìa khóa cho một ngày em đến mở lòng. Anh biết em không thích sơn súa, chúc em ngủ ngon bằng icon. Thủ đô đang trong mùa lá úa nên anh sẽ cùng em vô Sài Gòn. Rồi em coi đây là điều nhảm nhí thì anh vẫn sẽ nói như thế cả năm. Nếu em còn thấy sợ bóng tối, anh sẽ đưa em cả ánh trăng rằm. Đêm nằm nghe tim thương nhớ, miệt mỉm cười lẩm bẩm câu thơ. Yêu em đâu một cái cớ, một trang rapper bọn họ kể dài khờ. Mà em nói con trai toàn đứa giả dối. Phúc ơi, ở bên này mới vừa thể hiện tài năng, em có muốn một lần mình thể hiện không em? Hồi nãy bên này rất là bạo luôn rồi đó. Thì mọi người cũng biết là cái dòng nhạc của em là sở trường đó là cải lương và bolero và dân ca. Cất câu giọng cổ cái là hết hồn chơi nè.
Thì em xin gửi lại một câu giọng cổ. À. Có gì sao? Tự tin lên con, không? Hỡi phu tương, phu nhân. Trời. Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự, thì bà lại tả từ của phu quân cũng trọn tình vẹn nghĩa. Đứng trên vàng lửa đó ta làm nguyện làm chiến sĩ cho bao người chiến sĩ nhàn không chậm bước qua hùng. Tiếng trống mê linh đúng không em? Đúng rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã có cái màn gọi là xuôi gia đại chiến rồi, thì bây giờ cũng muốn được lắng nghe của mẹ Thanh Trúc một chút xíu. Thì thưa hai chị đây, hồi nãy giờ thì cái tiếp xúc giữa hai bên thì thấy ha, con gái của em thì nói chuyện trong vòng 3 phút với con trai của chị, thì em thấy cả hai bên có những cái tình cảm ấm áp, có thể là nó có tấm ấm nó truyền cảm với nhau, có thể là hai cháu có hợp ý hợp tình với nhau. Thì như mẹ thì mẹ cũng thấy là thứ nhất là nếu mà sau này mà nếu mà là mẹ chồng con thì mẹ cũng thấy là mẹ ở đây cũng rất là hiền hòa, cũng nhỏ nhẹ. Dạ. Thì cái đó là cái ý kiến của mẹ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tên mà mẹ Thanh Trúc sẽ công bố. Xin mời. Cho phép được yêu. Chúng ta đã trải qua phần xuôi gia đại chiến, một phần hùng biện giữa cả hai người mẹ của cả hai chàng trai khá là gay cấn. Và cái tên ngay sau đây mà mẹ Trúc Anh cho phép được yêu sẽ là ai? Nếu trùng khớp với lại ý của Thanh Thương thì Thanh Thương sẽ là người vào và đón chàng trai ra. Nếu không đúng ý với lại Thanh Thương thì mẹ Trúc Anh sẽ vào và đón chàng trai ra. Cả hai chàng trai mỗi người một vẻ, nhưng cả hai đều có trái tim ấm áp. Một người thì có vẻ hơi nóng tính nhưng ngược lại lại rất chính trực. Một người thì có vẻ hơi điềm tính hơn, nhưng ẩn sâu bên trong cái ánh mắt đó lại là một chàng trai rất tình cảm. Yeah. Ai sẽ lọt vào mắt xanh của mẹ Thanh Trúc đây? Cho nên đây là một quyết định rất khó dành cho mẹ Thanh Trúc của bạn Thanh Thương. Chọn con trai Trung Anh nhờ mẹ Ngọc Diệp. Sao khó qua đi, bao gia đình đều muốn kết duyên, phải lựa chọn làm sao đây? Cho phép được yêu, let's go. Con trai của mẹ Ngọc Diệp là người được mẹ chọn. Có trùng khớp với ý của em không? Dạ không. Dạ không. Đồng nghĩa với việc là xin mời mẹ Thanh Trúc sẽ vào và đón chàng trai ra. Lý do vì sao Thanh Tương có thể chia sẻ cảm xúc được không nào? Lần đầu tiên em xin phép được cảm ơn hai người mẹ của hai bạn trai. Thì trong quá trình mà nói chuyện lúc nãy thì con có nhận thấy là tình cảm của hai mẹ dành cho con rất là nhiều. Và mọi cái sự, nói chung là những cái thứ đó làm con rất cảm động.
Nhưng mà ngày hôm nay thì con nghĩ là mình chưa thể chọn được ai, bởi vì mình có lý do riêng của mình. Em có được phép được nói lý do không ạ? Được, em có thể nói lý do. Con là người thích cái sự đặc biệt ngay từ ánh mắt đầu tiên, cách nhìn đầu tiên. Và con cảm thấy là mình chưa nhận được cái điều đó. Cái đó điều đó rất là quan trọng đối với em. Mặc dù hai bạn trai rất là tốt, có nhiều điều rất là tuyệt vời, nhưng mà em vẫn tin vào cái giác quan của em. Thì em chưa thể chọn được ai trong ngày hôm nay cả. Thì đây cũng là một cái sự trải nghiệm. Em nghĩ là nếu mà có duyên thì sau này chúng mình phải còn gặp lại thì có thể tiến tới. Như đời đó em vẫn chưa biết được. Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn hai người Mỹ rất là nhiều ạ. Âu là cái duyên thôi ạ. Vậy còn mẹ Thanh Trúc, mẹ có thể chia sẻ lý do vì sao mà mẹ có thể đồng cảm với lại Trung Anh mà chọn Trung Anh không ạ? Thì tất nhiên là mẹ có chọn con, nhưng mà con gái mẹ không chọn con. Thôi thì con cũng chấp nhận thì là không có cái duyên. Thì nói nào thì con này, cái tính con là ít nói. Mà thường thường ta ít nói thì hay cọc tính, nhưng cái đó vẫn chữa được. Người vợ mà kiên nhẫn thì vẫn chịu đựng được người chồng. Đấy, thì cũng như mẹ cũng chịu đựng được. Đó. Thì nhưng mà mẹ cũng đã chọn con làm con rể. Nhưng mà con gái mẹ thì với con thì chắc là hai đứa không có duyên. Thôi thôi con đừng có buồn, thôi là không có duyên nha. Nếu mà có đứa con gái thêm con gái nữa cũng gả cho con đó. Em nghĩ thì đó cũng là lý do chính đáng của bạn ấy, bởi vì là bạn ấy tin vào cái xúc cảm đầu tiên và cái giác quan đầu tiên bạn ấy chạm được. Thì em nghĩ điều đó cũng hoàn toàn đúng, bởi vì là con gái thì thường sẽ là có một cái giác quan khác, gọi là giác quan thứ 6. Và cũng cảm ơn là bạn Thiên Phúc và mẹ Mai Loan đã đến và tham gia và đến và ngồi đến tận giờ phút này và trải qua những giờ phút thiệt là vui cùng với lại tụi con và cùng với lại mẹ Thanh Trúc cũng như là mẹ Thanh Thương. Xin một lần nữa cảm ơn mẹ Mai Loan rất là nhiều. Xin mời ạ. Nhưng mà điều bây giờ thì cũng muốn nghe là những cảm xúc của mẹ Ngọc Diệp khi mà con mình được mẹ Thanh Trúc chọn nhưng mà không trùng hợp với lại ý của Thanh Thương ạ. Thật ra thì em cũng rất là cảm ơn chị, và em cũng rất là mến chị từ cái nhìn đầu tiên. Em cũng rất mến bé Thương. Thì thật trong tâm thì em cũng rất muốn con trai mình và bé Thương thì đồng cảm được với nhau và có thời gian để tìm hiểu nhau. Còn bước đến hay không thì mình cũng chưa biết được. Nhưng mà cảm ơn mẹ đã chọn con trai của em. Thì thôi, duyên chưa tới, cứ để cho hai con. Biết đâu được, ở đây thì bé Phương nói như vậy thôi, nhưng khi mà bước ra ngoài cổng rồi thì lại khác thì sao? Lỡ khi mà hai ánh mắt chạm nhau lại thì nó lại khác thì sao? Cho nên là thôi, em cũng rất là tiếc nuối là vì không chọn được bé Phương. Con đồng ý với mẹ Ngọc Diệp. Ôi, mẹ khóc luôn hả? Mẹ Thanh Trúc khóc luôn kìa. Có vẻ là như là hơi tiếc thì phải. Sao vậy? Tại sao mẹ lại khóc? Tại sao mẹ lại khóc? Mẹ giận em đó. Có vẻ là mẹ hơi tiếc cho Thanh Tương. Sao vậy mẹ? Giận con hả? Sao vậy? Sao vậy? Tức là mẹ đã đồng cảm và nhìn thấy được một cái gì đó ở bạn Nam, nhưng mà vô tình là cô con gái vẫn chưa nhìn thấy được và thì chưa đồng cảm với mẹ. Thì tao nói ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Dạ. Tất nhiên bây giờ là con gái nó thương đâu, mình cưới cho nó đó. Dạ. Thì có thể là cái cảm nhận của cô thì cô thấy là như vậy là được. Nhưng cô thật toài. Thôi xúc động không nói rồi. Mẹ đang rất là bồi hồi và xúc động. Không sao à, không, dạ. Không sao mẹ Trúc ơi. Mẹ đừng tiếc. Ở trên này nó không phải là tất cả. Bây giờ họ lát nữa xuống khỏi sân khấu này, họ lại có những cái contact Facebook hay là số điện thoại, thì những cái câu chuyện sau đó mình không biết được. Dạ. Nhưng mà rất cảm ơn mẹ Thanh Trúc đã chọn Trung Anh cho con gái của mình. Và đến bây giờ là mẹ cũng rất là bồi hồi và xúc động.
Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Cho Phép Được Yêu của chúng tôi. Và chương trình Cho Phép Được Yêu được phát sóng vào lúc 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media thực hiện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su Tam Thớp, mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.